Thưa quý vị, một loại bệnh truyền nhiễm có lẽ đang là mối quan tâm của người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong thời gian vừa qua, đó là đậu mùa khỉ. Chỉ riêng trong một tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh công bố 15 ca bệnh và đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong vì đậu mùa khỉ. Điều này cho thấy dịch đang có tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng. Và hơn lúc nào hết, người dân cần phải hiểu rõ hơn về mối nguy của loại bệnh dịch này và có những biện pháp phòng tránh phù hợp. Để cung cấp cho quý vị khán giả những thông tin chi tiết cụ thể hơn, ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay, khách mời là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh, giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa World Cup tại Việt Nam, giảng viên Đại học Sydney, Australia. Xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, dạ. Xin cảm ơn. Thưa tiến sĩ, chỉ trong vòng một tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh công bố là đã phát hiện ra 15 ca bệnh đậu mùa khỉ và thậm chí là đã có ca bệnh đầu tiên tử vong tại Việt Nam. Cá nhân tiến sĩ thì tiến sĩ đánh giá ra sao về tình hình dịch đậu mùa khỉ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành phía Nam? Có lẽ chúng ta cũng cần phải xem xét cái dịch bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam trong bối cảnh chung trên toàn thế giới. Thì trong đợt dịch lần này, đặc biệt ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, các nước ở khu vực này đang có cái tình hình đậu mùa khỉ diễn tiến rất là nhanh chóng, thể hiện bằng việc là số ca đậu mùa khỉ được phát hiện đã tăng lên rất là nhanh. Ở thời điểm tháng 6 năm nay thì số ca đậu mùa khỉ ở các nước trong khu vực mới tăng lên chậm thôi, nhưng tháng 7, tháng 8 thì tăng vọt rất là cao, đặc biệt là các nước như Trung Quốc có biên giới với chúng ta, Thái Lan và Nhật Bản là những nước có giao thương rất nhiều đối với Việt Nam. Cho nên cái việc mà phát hiện ra số ca đậu mùa khỉ tăng nhanh ở Việt Nam và cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh không phải là một điều ngạc nhiên đối với những người làm về dịch tễ bệnh truyền nhiễm như chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng là với cái tình hình số ca vừa rồi, chúng ta thấy có rất nhiều ca không rõ nguồn lây. Và đặc biệt là họ không đi ra nước ngoài, họ cũng không tiếp xúc với những người họ biết là bị bệnh đậu mùa khỉ, thì chứng tỏ là bệnh này đã âm thầm lan ở trong cộng đồng. Nhưng ở đây khi chúng ta nói cộng đồng thì chúng ta cần phải phân biệt là cộng đồng nào. Bác sĩ vừa có chia sẻ là những ca bệnh chúng ta đều phát hiện ra là đều ở trong nội địa và họ không hề đi nước ngoài trước đó. Và điều này cũng thể hiện là dịch đã lây lan trong cộng đồng. Vậy thì tiến sĩ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này? Vâng, khi mà tôi nói là dịch lây lan ở trong cộng đồng thì ở đây chúng ta phải phân biệt dịch không lây lan trong cộng đồng dân cư nói chung mà lây lan trong một cái cộng đồng rất là cụ thể có nguy cơ cao. Và số liệu ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam cho đến thời điểm này thì thấy rằng là cái nhóm người mà có nguy cơ cao nhất chính là những người đồng tính nam hoặc là những người tiếp xúc trực tiếp với những người bị đậu mùa khỉ, chứ không phải là bất cứ một người dân nào đi ở ngoài đường cũng có thể bị đậu mùa khỉ. Nó rất là khác với cả COVID-19. Từ chỗ chỉ phát hiện ra từ 1 tới 2 ca bệnh rải rác, giờ thì chúng ta lại phát hiện ra thậm chí là hơn 10 ca và những cái trường hợp này được phát hiện cùng một lúc. Vậy thì đây có phải là một cái dấu hiệu cho thấy là dịch đang lây lan nhanh hay không, thưa tiến sĩ? Chắc chắn là dịch đang lây lan nhanh rồi chị ạ. Nhưng mà như tôi cũng nói là lây lan nhanh trong một cái nhóm cộng đồng cụ thể, chứ phải lây lan trên toàn xã hội. Cho nên chúng ta không cần phải quá lo lắng và hoảng loạn. Nhưng mà chúng ta cũng không được chủ quan, bởi vì trong cái nhóm cộng đồng đấy thì cái dịch lây lan nhanh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Và diễn tiến như chúng ta vừa mới thấy là có một ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà có lẽ là tôi cũng sẽ phân tích thêm về cái ca tử vong đó. Vâng ạ. Tình hình dịch ở các nước láng giềng thì hiện nay ra sao thưa tiến sĩ? Ở các nước láng giềng, cụ thể ở đây là Trung Quốc, thì số ca đậu mùa khỉ đang tăng lên rất là nhanh. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì trong tháng 6 thì cũng chỉ có vài chục ca thôi, nhưng mà tháng 7 và tháng 8 thì đã có đến 400-500 ca được phát hiện trong một tháng. Và trong tháng 9 vừa rồi thì cũng hơn 600 ca được phát hiện, tức là cái tốc độ tăng lên rất là nhanh. Ở Thái Lan thì tốc độ tăng ca đậu mùa khỉ cũng nhanh tương tự như vậy. Vâng, như vậy là tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam cũng khá là tiệm cận so với các nước láng giềng cũng như là các nước ở trên thế giới. Chúng tôi được biết là đậu mùa khỉ thì có cái đường lây giống với HIV. Vậy những cái đối tượng nào sẽ có nguy cơ cao, thưa bác sĩ? Đậu mùa khỉ thì có cái đường lây giống HIV ở chỗ là nó lây qua quan hệ tình dục. Nhưng đồng thời đậu mùa khỉ cũng có cái đường lây khác với HIV là lây qua tiếp xúc nữa. HIV thì không lây qua tiếp xúc. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là những người mà có nguy cơ cao là những người có quan hệ tình dục với những người bị mắc bệnh đậu mùa khỉ, hoặc là có tiếp xúc gần với những người mắc đậu mùa khỉ. Và tiếp xúc gần đây có thể là ôm hôn, hoặc là nói chuyện gần, hoặc là động chạm vào những cái đồ vật của những cái người bị đậu mùa khỉ, sau đấy thì dùng tay chạm đến mắt, mũi, miệng thì mình cũng có thể bị.
Hiện nay thì được biết Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có 2 ca bệnh đang chuyển biến nặng. Vậy thì đậu mùa khỉ thì nguy hiểm như thế nào ở cái góc độ nghiên cứu của bác sĩ? Vâng, ở cái giai đoạn dịch đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ lần này thì cái biến thể mà gây ra cái bệnh đậu mùa khỉ là gọi là class 2B thì lại gây tỷ lệ tử vong rất là thấp. Nhưng mà tỷ lệ tử vong sẽ cao ở trong cái nhóm người có sự suy giảm miễn dịch, có tình trạng suy giảm miễn dịch hoặc mắc các cái bệnh dẫn đến việc là miễn dịch giảm thì khả năng bị bệnh nặng sẽ rất là cao. Riêng đối với trường hợp tử vong vừa rồi ở tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ là mình cần phải làm rõ điều này là bệnh nhân tử vong do đậu mùa khỉ hay là do cái tình trạng bệnh khác. Và chúng ta biết rằng là ở bệnh nhân đó thì vừa bị nhiễm HIV, CD4 rất là thấp, tức là cái khả năng miễn dịch rất là kém. Bệnh nhân bị viêm phổi do nấm, bị lao lan tỏa toàn thân, đấy là theo thông báo ở trên trang web của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi nghĩ rằng trường hợp này có lẽ bệnh nhân tử vong là do nhiễm HIV ở giai đoạn cuối, không được điều trị ARV kịp thời và vô tình nhiễm đậu mùa khỉ làm cho cái tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng hơn, chứ chưa chắc đã phải là bệnh nhân tử vong do đậu mùa khỉ. Thì chúng ta nên phân biệt cái điều này để không có hoảng loạn và quá lo lắng. Vâng ạ. Còn đối với người dân thì chúng ta cần phải có những cái thái độ đúng mực như thế nào? Nếu chủ quan thì sẽ nguy hiểm ra sao? Không chỉ nằm ở trong cái nhóm cộng đồng người đồng giới như là tiến sĩ đã chia sẻ xuyên suốt chương trình ngày hôm nay. Vâng. Nếu mà chúng ta chủ quan mà chúng ta bị nhiễm đậu mùa khỉ xong chúng ta cũng không biết là xử lý như thế nào, chúng ta lại sợ hãi lo lắng thì có lẽ là ảnh hưởng đến tâm lý là nhiều nhất. Sau đó là ảnh hưởng đến sức khỏe bởi vì mình không biết cách chăm sóc và điều trị như thế nào. Nên tôi nghĩ là với người dân chúng ta cần phải tìm hiểu thông tin về căn bệnh này để chúng ta có thể chủ động phòng tránh và có thể chủ động xử trí nếu chẳng may chúng ta bị bệnh. Vâng ạ. Còn với nhóm cộng đồng người đồng tính thì chúng ta cũng nên có những sự nhìn nhận và nên có những cái biện pháp phòng tránh như thế nào để có thể bảo vệ sức khỏe cho họ. Với cộng đồng của người đồng tính hoặc là những người có nguy cơ cao mắc bệnh là người tiếp xúc hoặc là cán bộ y tế phải chăm sóc trực tiếp bệnh nhân thì hiện nay cái biện pháp bảo vệ tốt nhất ở các nước trên thế giới đó là tiêm vaccine. Hiện nay đã có vaccine đậu mùa khỉ, tiêm 2 mũi cách nhau 4 tháng và hiệu quả sau khi hoàn thành 2 mũi tiêm có thể lên tới 70-85%. Và ở các nước phát triển người ta nhận thấy rằng khi tiêm vaccine ở nhóm nguy cơ cao thì có thể nhanh chóng kiểm soát các cái đợt phát triển, đợt bùng phát của đậu mùa khỉ. Thì tôi rất mong muốn được khuyến cáo là Bộ Y tế có thể đưa vaccine này về để tiêm cho những người có nguy cơ cao chứ không phải tiêm trên toàn cộng đồng. Điểm thứ hai là với các bạn đồng tính thì khi các bạn có quan hệ tình dục các bạn phải để ý xem là cái người bạn tình của mình có các cái dấu hiệu bị mắc đậu mùa khỉ hay không. Nếu có thì chúng ta tạm dừng lại. Hoặc là bản thân chúng ta nếu có các cái dấu hiệu bị mắc đậu mùa khỉ thì chúng ta nên gọi điện đến cơ sở y tế để xin được tư vấn và xin được điều trị và mình phải tự cách ly để bảo vệ cho những người khác nữa. Vâng ạ, càng về những tháng cuối năm thì rõ ràng là cái mức độ lưu thông cũng như là dịch chuyển của người dân khá là cao. Vậy thì tiến sĩ bác sĩ có nhận định như thế nào về tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ ở những cái giai đoạn thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán cũng như Tết Dương lịch? Tôi cho rằng là cái nguy cơ lây lan và cái mức độ nặng của bệnh đậu mùa khỉ ở trong cộng đồng dân cư nói chung ấy là rất là thấp ở thời điểm này. Trên thế giới đến ngày hôm nay thì cũng chỉ có hơn 90.000 ca bị bệnh đậu mùa khỉ. Số tử vong thì cũng chỉ có 157 ca, cộng 1 ca ở Việt Nam là 158. Tức là tình hình bệnh nó không có quá căng thẳng. Tuy nhiên là khi mà chúng ta bị mắc ấy, thì cái bệnh đậu mùa khỉ có đặc điểm là có biểu hiện ở trên da nên rất dễ bị kỳ thị. Và chúng ta khi kỳ thị trốn tránh cơ sở y tế không có điều trị thì cũng có thể dẫn đến bệnh nặng. Cho nên tôi cho rằng là không lo lắng nhưng mà mình cũng cần phải biết để mình phòng tránh và mình biết cách chăm sóc bản thân. Vâng ạ, chắc chắn là truyền thông thì cũng sẽ tiếp cận và sẽ đưa thông tin một cách đầy đủ và chi tiết nhất để người dân sẽ có những cái biện pháp để chủ động phòng tránh. Và thậm chí là chúng ta cũng không nên quá hoang mang bởi vì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý cũng như là tinh thần của mình. Và cá nhân Thùy Dương nghĩ rằng là với những người ở cộng đồng LGBT cũng như người đồng giới thì cũng vừa rồi cũng đã tiếp nhận những cái thông tin tới từ tiến sĩ bác sĩ thì chắc chắn là họ cũng đã có thêm những cái thông tin cho cá nhân mình cũng như là cộng đồng của mình rồi. Và xin được cảm ơn những chia sẻ và những thông tin của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh, giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Uông Khúc tại Việt Nam, giảng viên ở Sydney, Australia. Và hẹn gặp lại chị ở những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối của ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.